Đây là một cái khu chợ tại tỉnh Champasak, một tỉnh phía nam của nước Lào của bác quý anh chị. Thấy nhìn những cái chiếc xe nhìn thấy thương ghê kìa. Là sẽ ăn kèm với gì ta? Thịt hả? Nó ăn đủ hết, ví dụ như tùy nè. Có ba đèn với lại muối họ đâm với lại những ví dụ như con gì đó, vật gì tùy theo họ. Điều kiện mỗi người họ khó khăn thì họ có muối với lại như nhau theo về phong tục là Lào đây, họ dùng xe họ chạy là nó rất là điềm đạm, nghĩa là họ đi không phải như Việt Nam mình là bấm còi dí người ta để người ta tránh, còn đây là mình đi họ thấy ví dụ như sau lưng mình là họ thấy mình muốn đi qua là họ nhường họ đi qua, họ né đi thôi chứ không phải dùng còi nhiều. Bởi vậy ở đây là cái về an ninh của họ, xe cộ hay gì đó họ đi rất là điềm đạm dễ. 19 mấy đó. 19.000 tiếp. 9.080 đồng. Dạ. Tự độ. Cái đó cá suông này xăng này 19.530 đồng. Dạ. 19.000. Cái đồng màu hồng là gì vậy anh? Cái màu cam hồng đấy á, là ngoài đây là xăng, còn bên màu xanh kia là dầu. Dạ. Cá suông. À, xăng chỉ có một loại thôi ha. Xăng nó có một loại thôi. Và bây giờ thì mình sẽ lên một cái chiếc xe Việt Lào đi từ Atabu qua Champasak của cô bác anh chị. Đâu anh? Ngồi đâu? Cô bác anh chị thì các con đường ở Lào thì đa số là đường đất như thế này nè. Đây là những cái căn nhà ở Lào, ở Hà Lào. Dọc theo cái tuyến đường mà từ Atabu về lại Bác Xế đó thì mình bắt gặp hình ảnh các cô chú người Lào đang ăn bắp nè mọi người. Cái tuyến đường chính thì được gãy nhựa, nhưng mà vô những cái tuyến đường làng á thì đa số là đường đất đỏ, nên thành thử cái việc mà di chuyển của những cái chiếc xe gắn máy á nhìn nó giống như là xe cày ruộng vậy á. Trên đoạn đường đi có khá là nhiều điều thú vị, thậm chí là người ta chở đồ hàng hóa nhiều hơn là người. Ở việc mà người Việt Nam đang đem hàng hóa qua đây để mà bán cho người Lào thì rất là nhiều luôn. Và đây là một cái buổi bốc xếp hàng từ xe xuống một cái cửa hàng người Việt Nam ở đây nè cô bác quý anh chị. Người Việt Nam thì qua đây chủ yếu là buôn bán những cái cửa hàng tạp hóa đồ thô như thế này. Ở đây là chiếc xe của Bùi Hồ cũng đi là chiếc xe này luôn. Ở phần sau là hơn 1/3 đằng sau là chở hàng hóa. Ở người thì chỉ hơn 10 người thôi. Ở đây là một cái cửa hàng cô này người Việt nè. Số xe từ Gia Lai đến Atabu đến Bắc Xế này cô bác anh chị. Chở hàng hóa từ Việt Nam sang Lào để mà bán cho mọi người. Đây là xe ở sao đầy ấp hàng hóa à. Và đa số là từ Bắc chí Nam ở Lào đều có những cái chở hàng hóa sang này. Đây là một cái khu chợ tại tỉnh Champasak, một tỉnh phía nam của nước Lào của bác quý anh chị. Thấy nhìn những cái chiếc xe nhìn thấy thương ghê kìa. Một cái cô đó đang quải một cái gùi và mặc cái sơ gông. Nước Lào á, thì ở Việt Nam á, thì khi mà có những cái chiếc áo dài á, hay là những cái trang phục truyền thống của Việt Nam á, thì đến ngày lễ hay là những giáo viên đồng mới mặc thôi. Riêng ở Lào á, thì phụ nữ rất là thích mặc sơ gông. Ví dụ như trường hợp của chị này nè, họ mặc sơ gông luôn, họ mặc hàng ngày luôn đó mọi người. Hình ảnh một cái chị này đang ghi đề. Ha ha ha.
chị ở đây là lúc trước là chị ở Bắc Xê mấy năm chị? Năm số năm. Người ta bán số đề tự do vậy đúng không hả? Tự do thoải mái. À. Nó có để khúc còn có một cô gái ngồi đứng bán khúc, cô gái bán. Chứ không có bán số đó, kiến thiết ha. Không. Không bé mà bán nữa. À. Đúng cái bạn nhỏ vậy là nhiều bán số đề. Nó có trúng giống Việt Nam không? Chị không có chơi chẳng biết. Dạ. Không có gì nhiều. Dạ. À. 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 Tới muốn chơi số thì cứ vô đánh. Thì mình muốn đi chơi thì mình vô mình mua vài ngàn cũng được. Đây sổ số thì mấy giờ mới sổ anh? À, 8 giờ. 8 giờ sáng. 8 giờ tối này luôn, mua là tối sổ luôn. À. Cũng khá hay ha. Tối sổ luôn là biết ai trúng là được thôi chứ. Đâu phải lo gì. Giờ tí nữa vô trong thành phố này họ ngồi ghi đầy, còn ngoài đây dành vùng ven này họ người ngồi một chỗ rải rác. Dạ. Nó không có tập kết như ở trong thành phố thì nó lại đông hơn. Theo chia sẻ của anh Hoàng mà người đi chung xe với Bùi Hồ gần á, thì đây là những cái bàn của các em đang bán vé số này, cô bác anh chị. Thì vé số ở đây thì cứ đánh thoải mái và 1.000 hình như là 1.000 kiếp hình như là trúng 400 triệu tiền Việt Nam á cô bác quý anh chị. Và bây giờ cũng lên xe rồi. Tôi gỡ hàng đi bác xế hả? Họ đi luôn này. Họ đi lên khoảng 30 gần đây. À. Dạ. Gỡ hàng đi bán luôn hả? Dạ. Anh này đi mua đồ bán luôn. Cái kiểu mà đi xe này giống như ở Việt Nam hồi năm 2000 ở cô bác của chị. Đi những cái chiếc xe dù á, thì kiểu như thế này chở hàng, chở người rồi chở hàng hóa luôn. Đây là trên một cái chiến xe Lào, có một cái chị này đang ăn cơm. Chị nói là kinh khẩu. Kinh khẩu là mời ăn cơm đúng không anh? À, ăn cơm ăn gọi là nếp á, nếp giò. Mỗi một ấy vậy là mỗi một thố vậy là bao nhiêu tiền anh? Hỏi. Thường là họ phải nấu rồi họ tự bỏ vô trong thiệp thôi. À. Nấu còn họ đi mua thì họ mua ví dụ như cỡ 10.000 họ bỏ vô thôi. À. 10.000, 20.000 tùy. Thường là sẽ ăn kèm với gì ta? Thịt hả? À, nó ăn đủ hết ví dụ như tùy nè. Cơm hình như là với thịt thì à. Đấy, tụi mà đứa nhỏ nhỏ ở Lào thì 2 tuổi hơn rồi, nó đã ăn chấm với muối ớt mình ăn rồi mà. Dạ. Anh qua đây lập nghiệp lâu chưa? Lâu rồi. Anh qua đây cũng được 16-17 năm rồi. 16-17 năm, ngay tổ bách xê luôn. Dạ. Anh tên gì ha? Anh Hòa. Anh Hòa. Dạ. Qua bên đây chủ yếu là buôn bán hả anh? Buôn bán. Dạ. Với mình làm này nọ thêm. Dạ. Kinh doanh này nọ. À, lúc nãy em gặp một cái quầy bán vé số thì người ta gọi là số đề, thì đó trúng như thế nào hay anh Hòa? Thì nếu như họ chơi 1.000 họ trúng vô được 6 số thì được 400 triệu. À, còn mà được 2.000, nếu mình chơi 2.000 được 6 số thì cũng được 800. À, có nghĩa là cách đánh thì giống như đánh ở số đề ở Việt Nam. Đúng muốn rồi, đánh như đánh số đề Việt Nam mình thôi. Ví dụ như mình
thích con số nào mình cứ đánh theo, ví dụ như họ đánh 2 số, 3 số, 4 số, 5 số, 6 số là số dạng như là trúng giải đặc biệt lớn hơn. Cái đó là trúng thì nhà nước trả tiền hay là nhà nước trả tiền ha? Cái này là phong tục của Lào, nghĩa là cái số họ cho tự nhiên thoải mái, không phải như bên Việt Nam mình. Dạ. Cái phong tục của Lào nó khỏe, thoải mái. Còn 1.000 nếu mình chơi 2 số 1.000 thì mình trúng được 60.000. Dạ. Ví dụ 2 số, 3 số thì nó nâng lên. À. Cái giá trị tiền nó sẽ cao, nó nâng lên. Dạ. Cảm ơn anh Hòa rất nhiều ha. Được biết anh là một người buôn bán ở trong chợ Đào Hương, thì em nghe nói là cộng đồng người Việt của mình ở chợ Đào Hương cũng nhiều hả? Cộng đồng của người Việt mình thấy chung sinh sống ở Lào, chợ Đào Hương thì nhiều, tỷ lệ ví dụ như là từ 50-60% là người Việt với lại người Kiều. Tỷ lệ người Việt Kiều là nhiều. Đây là cái nhà, đây là cái diện tích của bà Đào, đây là cái khu cà phê. Đây từ những cái khu hàng rào. Bên đây nè. Bên đây là khu cà phê đây. Dạ. Mấy cái số là tất cả dài số là mấy cái số là dạ. Anh qua đây thì năm nay là bao nhiêu năm mà có giấy tờ đất đai nhà cửa bên này hết chưa anh? Có, đây là một phép rồi. Sau một thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng đồng hồ thì Bùi Hồ đang có mặt tại thì thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc rồi cô bác quý anh chị. Hồ Bắc đang gặp một hình ảnh anh này mò chạy một cái chiếc xe. Thì người ta cho rằng đây là cái chiếc xe xám lọ, một cái chiếc xe rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Nó nằm ở ngang hông nhìn ra khá là lạ. Và bây giờ thì mình sẽ qua đây, mình sẽ được đi chung với lại anh Hòa đi về cái khu bờ sông đó để ở nhà nghỉ. Dạ. À, đây chi phí. Ở đây là người ta chỉ sử dụng tiền kiếp thôi ha anh ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi cùng với anh nè mọi người. Bye bye. Tám cây số ha. Thì nói chung về phong tục tập hóa của Lào, nói chung mình đi đường xã an ninh thì họ rất dễ. Khi là những ví dụ như mình đi qua, ví dụ như mình đi xe bình thường, ví dụ mình đi thì không có gì hết, nhưng mà với điều kiện mình đi tốc độ thứ nhất, ví dụ như là mình cũng có phạt, nhưng mà phạt với điều kiện nó nhẹ lắm, không phải như bên Lào. Bên Việt mình Lào mình ví dụ xuống thì mình cho, ví dụ có tốc độ mình nhanh nhiều thì mình cho nó 20-50 thì tùy để mình có bắn tốc độ, nhưng mà nó rất dễ. Mình cái nghĩa mình cho tiền là đi hết, nó không có gì hết, ý nghĩa là họ tạo cho du lịch mình nó thoải mái. Chứ còn mình làm khó quá sau này người, ví dụ như họ đi du lịch lại khó, nên là cũng dễ thoải mái. Ví dụ như người Việt Nam mình đi qua chơi du lịch, như ví dụ du lịch thì Lào họ cũng thế, giống như là khi mình có chạy sai đường họ cũng hoàn chỉ dẫn cho mình, cũng có. Bây giờ nó cũng nhiều trường hợp xảy ra cũng có. Nhưng mà người ta nói với em là ở Lào á, ở đất nước Lào và Thái Lan thì em có đi Thái Lan thì ở Thái Lan thì họ cũng rất là bất tội xe. Đúng rồi, thì ở đây có như nhau, có như nhau. Theo về phong tục Lào đây, họ dùng xe họ chạy là nó rất là điềm đạm, có nghĩa là họ đi không phải như Việt Nam mình là bấm còi dí người ta để người ta tránh, còn đây là mình đi họ thấy ví dụ như sau lưng mình là họ thấy mình muốn đi qua là họ nhường, họ đi qua, họ né đi thôi chứ không phải dùng còi nhiều. Bởi vậy ở đây là cái về an ninh của họ, xe cộ hay gì đó họ đi rất là điềm đạm, dễ thoải mái hơn. Ngoài những cái điểm đó thì giao thông ở Lào nó có điểm gì khác ở Việt Nam đó anh? Thấy ở Lào rất ít đèn xanh đèn đỏ đúng không? Nói chung là ở ngoài đô thị thì ít, nhưng mà vô trong thành phố thì lại cũng có nhiều, chứ không phải là không có. Có, nhưng mà mình đi cũng theo đúng luật thì cũng không gì hết. Anh có nói là đến cái chiếc xe lọ, thì sao mà người ta gọi chiếc xe là có một cái xe gắn máy một bên và một bên là có một cái giống như một ba gác chở mà. Tại sao gọi là xe lọ anh? Tại vì ở Lào đây người ta gọi xám lọ, nghĩa là ba bánh. Người ta đặt gọi là xám lò ba bánh. Còn ví dụ như xe ba bánh như vậy, ta gọi là túc túc, có nghĩa là nó to hơn.
là cái diện tích người ta gọi là túc túc, nghĩa là dùng về cái động cơ máy to hơn, người ta gọi là túc túc. Còn cái xe nhỏ như máy mình ta gọi là tám lò, xe lò, và lấy nghĩa là ba bánh thôi. Không biết thì giá cả như thế nào anh? Giá cả ví dụ như một người mình từ đó đi xuống đây á, là cỡ 15 ngàn, ở khi ví dụ như lên thì cũng có 20 ngàn, tùy theo cái thời điểm. Ví dụ như xăng cộ họ lên thì mình phải chấp nhận, chứ mình đâu có ép được họ. Em nghe nói về vấn đề xăng thì xăng ở Lào so với xăng ở Việt Nam có mắc không? Xăng ở Lào đây thời điểm này á, thì nó thành 19 mấy, gần 20 ngàn. Cho ra thì nó sẽ trên lệch hơn Việt Nam mình chỉ có vài đồng thôi. Mắc hơn xăng Việt Nam mình, mắc hơn Việt Nam mình, tại vì Việt Nam mình nhập qua Lào nó phải đúng là phải đóng cước thuế phí là nó nhiều, nên là cái mức giá xăng nó sẽ lên, thì đó là bắt buộc dĩ nhiên rồi. Trước khi em nhập cảnh sang Lào thì em có mua một cái sim gọi là sim quân tên, thì cái sim đó là của hãng sim Unitel, đó là của Viettel, quân đội Việt Nam mình á, là cái hệ thống mạng của Viettel. Hòa mạng đây nó có hòa mạng Mobi của Thái Lan đầu năm, rồi tới Mobi ETL là đầu hai của Lào, nhưng sau này Lào đã sang nhượng lại cho Trung Quốc, tàu đã mua lại rồi. Xong tới đầu hai là cái đầu bảy là cái đầu Vivo á, Vivo hồi xưa của Việt mình á, ở đây nó qua nó cũng có đặt đầu bảy, đầu chín, đầu hai, đầu năm, nó có 4 hòa mạng. Em bất ngờ của mình thì vấn đề giao thông của Lào đó là với một cái trục lộ chính như thế này nè, thì đường khá là đẹp, nhưng mà lâu lâu lại bắt gặp cái chiếc xe giống như là một cái chiếc có đi sệt dữ lắm. Thì đường xá ở trong nông thôn của Lào nó được cắt nhựa hết chưa, hay vẫn còn đường đỏ? Nói chung nó vẫn còn, những cái khu đã phát triển kinh tế thì nó sẽ làm xong rồi, nhưng mà những khu còn nông thôn nông nghiệp thì nói chung là họ vẫn còn, nghĩa là đường đất. Còn bây giờ là trong thành phố thì nó rất có đoạn, nghĩa là đường nhựa hết. Dân số của Lào thì so với Việt Nam thì rất là ít. Đúng rồi, chúng tôi khoảng hơn 7 triệu dân, mà đa số là những người ở Lào á qua Việt Nam học nhiều lắm, đúng không anh? Đúng rồi, Lào Việt Nam đi du học nên này giá trị giá xăng 19 mấy đó. 19.000 kiếp. 9.080 đồng. Dạ. Tự đổ. Cái đó cá suông này xăng này 19.530 đồng. Dạ. 19.000. Ngoài đó màu hồng là gì vậy anh? Cái màu cam hồng đấy á, là ngoài đây là xăng, còn bên màu xanh kia là dầu. Dạ. Cá suông. À, xăng chỉ có một loại thôi ha. Xăng nó có một loại thôi. Ở đây nó chỉ có dùng một loại, như bên Việt mình có 92, 90, 9 gì đó, 95. Dạ. Còn đây là nó chỉ có một loại xăng thôi. Loại xăng này nó chỉ có loại xăng dạng như bên Việt mình là chỉ có 8 mấy, 90 gì thôi, chứ không tới được 95. Dạ. Cái loại xăng này nó đã đỏ. Nó tí xíu về ẩm thực tí, nhưng mà đến Bắc Xế này á, cái món mà ngon nhất, đặc sản nhất của Lào là món gì anh? Tâm sụn. Tâm sụn. Đấy, đu đủ râm á. Tâm sụn. Ngày nay em ở anh ta bơi em mình nghe mọi người nói rằng là nên ăn món tâm sụn. Đúng rồi, nó có tâm sụn rồi tùng nhâm, nó có nhiều loại tâm sụn, tùng nhâm rồi phiền nướng á, đồ nướng theo của phong tục Lào, đó là mình muốn ăn xôi của Lào nữa. em biết rằng là Lào thì rất là ít không ăn gạo, mình chỉ ăn hiếm thôi, đúng không? Đúng rồi. Ở cái cách họ dùng cũng không giống như người Việt Nam mình ăn nữa. Họ chỉ ăn dùng ăn bóc thôi. Họ chỉ ăn nếp. Nếu mà họ ăn xôi, ăn gạo mình cũng được, với là họ ăn, nhưng mà cái bao tử họ tiêu hóa rất nhanh. Khi mà họ ăn được miếng xôi buổi sáng, nhưng mà họ có thể làm việc được cả ngày, nhưng mà họ ăn miếng gạo của mình á, thì họ chỉ làm được nửa thôi, nửa ngày công, tại vì nó không đủ. Họ không quen ăn gạo. Không quen, nó mau tiêu hóa, họ đói nhanh. Đó là cái Lào nó lại, bởi vì nó ăn về xôi là nó no lâu hơn. Em có nghe nói rằng là Lào là một cái quốc gia mà tiêu thụ nếp nhiều nhất thế giới.
đúng rồi, mạnh nhất. Để nó là nó nói chung là 10 người ăn hết 10 người là nếp rồi. Là đi đâu cũng đem theo để ăn. Nếp hết. Nhưng mà em thấy là nấm. Nó chỉ có bóc tay thôi. Khi ăn chứ ăn xong rồi bóc tay không thôi. Tay khi họ ăn họ có vệ sinh rửa xong rồi họ bóc ăn bóc tay hết. Nhưng mà khi mà đi phở, ăn quán phở này nọ thì chỉ dùng đũa muỗng. Nhưng mà phần đũa là họ dùng ít hơn muỗng, họ dùng muỗng nhiều hơn. Tại vì họ đâu có quen về cái gấp. Nên là phong tục họ chỉ dùng muỗng cũng nhiều. Dù đi vô ăn quán á, dùng muỗng nhiều hơn đũa. Ở đây thì ông Thanh chiếc xe túc túc này chạy cũng khá là ồn. Và đặc biệt chiếc xe túc túc này không giống như những cái nước Thái Lan hoặc là Campuchia. Xe túc túc ở Thái Lan, Campuchia thì chạy bằng khí ga. Còn ở đây là bằng chạy xăng. Bằng xăng. Và ở đây thì xe túc túc như thế này nó có cẩn thận lắm không anh? Bên Lào này nói chung xe, nói chung họ hoạt động để nó đi ra được. Còn chạy được là chạy thôi chứ còn chưa biết là nghe không hết hạn đó, chứ sám lộ vậy đó, cứ họ chạy chừng nào mà tàn xe chạy không nổi thì thôi bỏ, chứ còn họ không phải như là khó khăn như ví dụ như nước Thái Lan là nước văn minh phát triển thì ví dụ như là họ phải làm một chiếc xe là đẹp về ví dụ như động cơ, thứ hai là phải êm ái chạy giống như để khách du lịch mình có thể cảm hứng được cái xe đi như thế nào. Đó là kiểu theo ở bên Thái Lan mình, còn ở Lào đây là có xe chạy được là được, không có cần quan trọng là đẹp hay xấu. Có nghe nói một thông tin như thế này, không biết có đúng không, nói rằng là ở Lào có mua xe ô tô cũng khá là đẹp, thì nếu như một cái chiếc bình thường giá tầm trung thì ở Lào mua rẻ hơn mình giá như thế nào nha anh? Nói chung là nó cũng tùy về loại xe nữa. Xe thì thật đây thì nói chung là cũng rẻ, thì họ cỡ dù như từ 5.000, 10.000 đủ các loại xe, ví dụ từ 10, 20.000 cũng đủ có xe rồi. Xe ví dụ như mình muốn sang trọng là cũng được rồi. Ô tô hả? 20.000 chiếc mà có rồi. 20.000 đô. À 20.000 đô. Thôi thôi. Cái này mà về đó. Cái xe tải rồi thì cỡ 50 triệu tiền kiếp. Xe tải ví dụ như bán tải bình thường 40 triệu, 50 triệu, nó cũng nhiều loại xe. Qua đây anh qua đây cũng khá là lâu, chắc có lẽ là đã quen với cái phong tục của Lào rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Thế là đây anh có thể là giao tiếp với người Lào một cách rất là thuận lợi luôn. Có khi nào anh nghĩ là mình sau này mình sẽ về Việt Nam sống không, hay là sẽ sống ở đây luôn? Bây giờ tương lai trước mắt thì giờ là sinh sống ở đây rồi, giờ thì con cái ở đây lập nghiệp cho con cái đây hết, là mình ở đây hết rồi. Anh với chị là có mấy người con rồi? Hai đứa. Đứa thứ hai này mới được 8 tháng, đứa đầu được 2 tuổi hơn. Anh đang làm việc ở Đắk Lắk và đặc biệt là anh là một con sinh viên nhưng khá là thân thiện của mọi người. Anh hướng dẫn cho mình sau khi qua đây thì anh đã hướng dẫn cho mình có thể đi cách như thế nào và tham quan những điểm nào mình tại đất nước Lào. Cũng một lần nữa cảm ơn anh đã chia sẻ cũng gần tới đúng không anh? Gần tới rồi, giờ đây cũng gần vô tới chợ Đào Hương rồi. Đây cỡ sắp tới cây số 2 là ngay chợ Sumo là chợ ngay chỗ đồ chơi để cho con nít nó chơi á, những cái đồ chơi. Em nghe nói là cây số 2 cây số 1 là như thế nào? Cây số 2 nghĩa là cái chợ nhỏ của Lào, còn cái chợ yếu mà chợ Đào Hương là của người Việt mình, là chợ lớn đó, là cái chợ nhỏ này là nói chung về cái đồ mà nó gọi là đồ chơi của Lào cho con nhóm con nít để nó tập tụ khi mà tối đêm nó về đó nó chơi, ví dụ như nó có đồ chơi để giải trí, giống như trong thành phố mình nó không có gì chơi thì con nít nó buồn nên phải có một cái chỗ giống giải trí cho con nít nó chơi, xích đu nè, xe nè, đồ chơi bắn súng theo của nít nó chơi. Con anh này lớn lên thì sẽ đi học tiếng Việt ở đây hay là học tiếng Lào? Học ở Lào đấy, học tiếng Lào luôn. Chỉ cho sinh hoạt ở nhà một tiếng Việt thôi. Việt mình giờ gửi đi học hết rồi, để đi học hết rồi, lớn gửi học á, chiều đón về thôi. Xe này xe xăm lọ túc. Dạ thôi đi xe nhìn chưa họ đồ chế họ đi. Dạ. Đó, đây cây số 2 nè, đó cây số 2 này sau này anh muốn bắt đắt xe ở đây đi cũng được. Đó, bến xe số 2 đây, bắt xe đi viên cũng được. Là mình ở gần đây thì khỏe. Cái mới đây là gần ngay trung tâm luôn. Được, ở đây gọi là cây số 2 gần vô là trung tâm rồi. Còn mình đi vô trong nữa cây số 1, ở trong đó là cái khu của người Tây ở.
là cái khu đó, khu của người Tây ở. Vậy là em gần tới đúng không anh? Đó là Đào Hương nữa. Đúng, Đào Hương. Men, men, kem khốn. Đúng không hả? Phải tu khốn. Lạch lọc hay nè. Ồ, phải lạch, lạch thằng này nữa. Đấy là anh sợ đi tới đợi đèn đỏ, đi tắt đường này cho nhanh. Không, nó bên Việt Nam mình nó không có cho, tại vì thứ nhất là ô nhiễm môi trường, ví dụ như là nó không được giống như chạy nữa rồi, họ cấm luôn rồi. Giống như cái xe mình ở bên Việt là nó không có đời nữa rồi, họ thu hết. Như bên Lào, Campuchia, Thái Lan là được dùng sử dụng. Campuchia cũng vậy, Campuchia nó dùng về xe giống như chiếc thuyền á, thì nó kéo vô đây cái móc dài để mình ngồi theo trên một dãy đó, ngồi ví dụ một dãy đó cỡ được mười mười mấy người vậy đó, giống như chiếc thuyền. Em thấy là ngay chỗ khách sạn đó em ở là em thấy em cũng có tin này là nó có một cái con sông, phải sông đó là sông Mekong. Sông Mekong, sông Mekong lớn, nó gọi là Khem Khon. Khem Khon. Đó, tí mình đi ngang qua Khem Khon đó, là anh đi ngang qua đó là ngang chỗ khu của nhà Đào Hương, của cô Đào Hương. Anh có thể chia sẻ về cái nhà của cô tí xíu được không? Nhà cô đó xây cũng đâu mấy năm trời á, mới mấy năm trời mà cũng giờ cũng chưa xong á. Có một cái nhà ở giữa là anh? Đúng rồi, một nhà ở giữa mà bốn căn nhà quanh đây để chia sẻ, nghĩa là cho trực chân để cho bốn người con ở quanh hết, còn ở giữa là hai vợ chồng. Cô còn sống còn, cô chú còn sống. Khá là hay nha, khá là cô mà. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là mình cũng bắt máy chút xíu nữa thôi thì mình đã tới dưới đây. Ở tối nay mọi người. Đây anh muốn ở khách sạn cao thì ở khách sạn cao này. Nếu mà đặt đèn không, muốn ở khách sạn này cao thì ở đó để mình ở trên luôn là mình coi quay được hết. Cũng có tùy, nó cũng là bờ sông. Còn anh muốn nãy là bờ sông, còn anh là xuống ngoài kia. Là một cái căn phòng nghỉ tối nay thì Bùi Hồ sẽ ở đây cô bác quý anh chị. Và giá mỗi một cái căn phòng như thế này được Bùi Hồ chọn giá bình dân thôi. Có nghĩa là khoảng đây là cái căn phòng của người Lào luôn. 120.000 kiếp là khoảng 150.000 tiền Việt Nam. Đây là một cái nhà vệ sinh. Bên đây là một cái phòng ngủ cũng khá là bình thường. Tại vì mình Bùi Hồ đi thì không có cần ngủ cao sang lắm, chỉ dựa lưng thôi. Căn phòng ngủ thiết kế của theo kiểu Lào nha cô bác quý anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Các bạn này là một cái cô chủ người Lào. Và bạn đang ghi hình thì bạn nói là thu tiền mình là 120.000 kiếp. Dạ. Yeah. Thank you. Thank you. Dạ. Yeah. Sau một hành trình dài khoảng 5 tiếng đồng hồ thì Bùi Hồ được anh Hòa hướng dẫn chọn một cái phòng này với giá là 120.000 kiếp. Có nghĩa là khoảng 180.000 tiền Việt Nam với cô bác với anh chị. Thì đây là một cái căn phòng khá là bình thường ngay tại thành phố Bát Xế, tỉnh Champasak, một cái tỉnh của Hạ Lào. Và chuỗi hành trình ngay tại tỉnh Champasak này cũng còn khá là nhiều điều thú vị. Thì rất mong cô bác quý anh chị nhớ like, đăng ký, share, chia sẻ để cho Bùi Hồ có động lực để quay thêm những clip hay tiếp theo ngay tại đất nước Triệu Vôi, đất nước Lào. Thì cô bác quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.